Nhưng mà trong đạo tràng của chúng ta có ai không tin Phật A Di Đà không? Có ai không tin không? Có ai còn nghi ngờ cõi Tây Phương là không có không? Trong cuộc sống của chúng ta nói chung và trong đạo Phật của chúng ta nói riêng đều là con của Phật hết, nhưng mà có người thì nói rằng cõi Tây Phương không có thật, A Di Đà không có thật. Vậy thì tất cả tăng ni và toàn thể nam nữ Phật tử mình tu niệm Phật A Di Đà cầu về thế giới đó, mình nghe người ta nói là cõi Phật không có, cõi Tây Phương không có, quý Phật tử có hoang mang không? Có không? Có nhiều lắm đó quý Phật tử. Có người thì nói rằng là cõi Tây Phương Cực Lạc là cái cõi đó là không thật. Người nào mà nói cái pháp môn tịnh độ, người nào mà nói có Phật A Di Đà, người nào mà nói có cái cõi Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc là một cái cõi hư vô không có thật. Thậm chí con của Phật không à. Những người tu thiền thì nói rằng là tịnh độ không thật có. Phải không? Làm gì mà mình ở cõi ta bà này mà mình tu mà có cái cõi Tây Phương được. Đó, người tu thiền thì nói là cõi tịnh độ không thật có. Người tu mật tông nói tịnh độ không thật có. Người Nam Tông cũng nói tịnh độ không thật có. Nói Kinh Pháp Hoa không phải của Phật nói. Kinh Hoa Nghiêm không phải của Phật nói. Kinh Di Ma không phải của Phật nói. Kinh Di Đà không phải của Phật nói. Tất cả không biết bao nhiêu cái lý do để nói rằng cõi A Di Đà, cõi Tây Phương Cực Lạc của chúng ta không thật có hết. Cho nên cái đề tài hôm nay chúng tôi gửi đến toàn thể thiền đường Amitabha. Cái buổi pháp thoại được mang tựa đề rằng cõi Tây Phương có hay là không? Thật sự ra đó thì tất cả chúng ta sống, chúng ta tu, chúng ta thực hành tất cả những điều của Phật dạy, chúng ta đều hiểu không có cụ thể và chúng ta hiểu không có rõ ràng. Để từ cái không cụ thể và không rõ ràng đó để rồi tất cả chúng ta có những suy luận không rõ ràng và lời nói của mình không rõ ràng đưa đến hậu quả vô cùng tàn khốc. Thật sự cõi Tây Phương có. Cõi Tây Phương có, nhưng mà ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cái chữ phương Tây ở đây không phải là mặt trời lặn. Quý ni và toàn thể thiền đường của chúng ta hiểu rõ một cái, phương Tây không phải là mặt trời lặn. Nhớ cái điều đó. Tất cả chúng ta, kể cả người đang tu niệm Phật, đều hiểu sai lầm, tức là Phật A-di-đà ở phía mặt trời lặn hết. Hiểu như vậy là sai, đi tìm Phật không bao giờ gặp hết. Chính cái chỗ mà những người tu thiền, tu mật tông hay tu giáo tông cũng vậy. Hiểu rằng A-di-đà ở phương Tây, rồi chúng ta cứ cho rằng cõi Phật A-di-đà không có. Ở đây tất cả những người con niệm Phật của chúng ta, đạo tràng Amitabha, phải hiểu một cách cụ thể. Cái quá trình đi về Phật, cái quá trình mà chúng ta thành tựu được Phật niệm qua cái quá trình niệm Phật của mình, phải có bắt đầu và điểm đến của mình. Cái điểm bắt đầu của mình là gì? Là Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly. Đông Phương Giáo Chủ, Đông Phương ở đây không phải là mặt trời mọc, mà Đông Phương ở đây có nghĩa là sự vận hành, sự khởi động của tâm linh. Cho nên quý Phật tử trong đạo tràng Amitabha, nam nữ Phật tử của chúng ta phải hiểu rằng Đông Phương Dược Sư là khởi động của tâm linh, Tây Phương A Di Đà là hoàn tất của tâm linh. Trong khoảng thời gian khởi động và hoàn tất của chúng ta trải qua một quá trình dài, đó là gì? Là mùng 1 Tết và 19 tháng 2. Mùng 1 Tết là gì? Tức là khai kinh Dược Sư mà là vía Phật Di Lặc.
Tức là khởi động của chúng ta bằng tâm hỷ xả. Khởi động của câu niệm Phật, khởi động bằng cái chất liệu Phật niệm của mình bằng tâm hỷ xả. Vía A, vía Phật Di Lặc đó. Để rồi 49 ngày sau là Hoàng Đàn Kinh Dược Sư, là vía Quan Âm, là Từ Bi. Cho nên tất cả chúng ta muốn thành tựu được Nam Mô A Di Đà Phật để về Tây Phương để hoàn tất cái công trình tâm linh của mình. Tất cả chúng ta đều phải khởi động bằng hỷ xả và xây dựng cái đoạn đường niệm Phật của mình bằng chất liệu từ bi. Thì có như vậy đó, mình mới có thể gặp được Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là một cái tên khác, là một cái tên khác để chỉ cho một quốc độ của Phật thôi, một quốc độ thanh tịnh thôi. Đức Thích Ca Mâu Ni nói cái cõi Ta Bà này có một vị giáo chủ tên là Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là Như Lai, là cõi Ta Bà này. Nhưng mà khi mà Đức Phật muốn nói trong Mật Tông Kim Cang Bộ Liên Hoa Bộ thì Đức Phật nói cái cõi Phật, một cái cảnh giới Phật, một vị Phật thanh tịnh, thì Đức Thế Tôn của chúng ta lại đưa ra một danh hiệu khác là Đại Nhật Như Lai. Nhưng mà Đức Phật muốn nói đến cái vấn đề hoàn mãn một cái tâm linh, một cái quá trình tu tập, một quá trình cải tạo tư tưởng của mình, thì Đức Phật đưa ra một quốc độ khác và một danh từ Phật khác, đó chính là A-di-đà Như Lai. Nhưng mà kỳ thật tất cả những cái Phật đó đều giống nhau y hệt thôi, không có khác nhau đâu quý Phật tử, không có khác nhau. Tại vì chúng ta cho rằng là khác, cho nên rồi chúng ta nói rằng thiền khác, mật khác, giáo tông khác, tịnh độ tông nó khác nhau. Nhưng mà nếu quý Phật tử hiểu được tất cả những vị Phật đó đều cùng một chất liệu hết, thì chúng ta không bao giờ lầm lẫn được. Không bao giờ lầm lẫn. Đại Nhật Như Lai là trí tuệ tuyệt vời. Đại Nhật Như Lai là trí tuệ lớn. Đại Nhật Như Lai là ánh sáng lớn. Đại Nhật Như Lai chính là một cái sự mà giải thoát, một sự giác ngộ thật là lớn. Và Đại Nhật Như Lai, vậy thì Vô Lượng Quang Như Lai không phải là Đại Nhật Như Lai sao? Mật Tông gọi là Đại Nhật Như Lai, còn Tịnh Độ Tông gọi là Vô Lượng Quang Như Lai. Đâu có khác nhau đâu. Nhưng mà tất cả chúng ta sở dĩ có những cái nhìn, rồi chúng ta tự phân biệt, rồi chúng ta cho rằng chỗ này có, chỗ này không. Cho nên rồi đó, mình bị cái quy ước pháp của cuộc đời, cái sự phân chia của cuộc đời, rồi mình xé lẻ nhau ra, rồi tất cả người con Phật chia nhóm này, chia nhóm nọ, rồi chúng ta tự giết chúng ta. Phải không? Cho nên người tu thiền không hiểu gì hết, chê cái cõi tịnh độ không có. Nhưng mà tất cả thiền, mật, giáo, luận tông, tất cả cái đó đều từ tịnh độ mà ra. Tịnh độ là gì? Là mật đất tâm thanh tịnh thôi, chứ có gì đâu. Tu thiền mà tâm không thanh tịnh sao tu? Tu mật mà tâm không thanh tịnh sao tu? Ngồi đọc kinh mà tâm không thanh tịnh thì sao mà đọc kinh được? Cho nên tịnh độ là cái gốc để sinh ra tất cả đó. Nhưng mà bây giờ thì người ta lại nói là cái người trí thức đó, cái người mà căn cơ bậc thượng đó mới tu thiền. Còn ông già, bà lão ở dưới quê, những người bình dân không có học thức hoặc là thiếu cái vốn liếng kiến thức, dùng xa dùng sâu mà thì mới niệm Phật. Tại sao mình chê những cái nó lạ lùng như vậy, không hiểu nữa. Không lẽ Phật Di Đà là ông Phật ở dưới quê, ông Phật A Di Đà là dùng xa dùng sâu, Phật A Di Đà già dữ lắm sao, để dành cho mấy bà già ông già, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta chia như vậy, tức là chúng ta chưa hiểu gì về tịnh độ cả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng là cái Phật pháp của Như Lai chia làm ba thời: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Ở đây không phải là thời gian, không phải thời gian chánh pháp hay thời gian tượng pháp hay là thời gian mạt pháp đâu. Thầy xin thưa với toàn thể nam nữ Phật tử đó, chánh pháp ở đây có nghĩa là gì? Là cái gốc cây, sự bắt rễ,
sự vững vàng. Còn tượng pháp là thân cây, cũng là sự cứng rắn, sự vươn lên. Còn mạt pháp là cái đọt, là cái ngọn cây. Ngọn cây thì nó yếu ớt một chút thôi. Cho nên ở đây chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp nó không còn nằm trong thời gian nữa, mà nằm trong tâm của tất cả chúng ta. Phải không? Mạt pháp là sụ xuống không à, gió một cái là gãy liền, sụ xuống là gãy liền. Người nào ở trong đạo tràng này mà ni sư rầy một cái mặt sụ xuống là biết mạt pháp rồi. Phải không? Đâu phải đợi tới cái thời kỳ mà kêu bằng là nó tàn tạ dữ lắm mới gọi là thời kỳ mạt pháp. Còn người Phật tử nào trải qua tất cả những chướng duyên, trải qua tất cả nhật nghịch nghịch cảnh, nhưng mà tâm luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, thì cái tâm của mình là chánh pháp rồi. Phải không? Còn người nào mà buồn tình cái gì đó, rồi bạn đạo làm cho mình Phật ý rồi, ni sư cứ rầy la hoài, ghét rồi cái bỏ đạo tràng, không thèm tu nữa, niềm tin của mình bị gãy đi. Lúc bây giờ chính chúng ta đã làm cho chúng ta mạt pháp. Mạt pháp ở đây không phải là thời gian mạt pháp, mà chính lòng mình bị mạt pháp. Cái thời chánh pháp đó thì người ta gọi nôm na nó là thời Như Lai thiền, thời tượng pháp là thời tổ sư thiền. Còn người ta cho cái thời mạt pháp này là thời tịnh độ. Lạ lùng không? Phải không? Nhưng mà người ta không hiểu cái thời chánh pháp là cái thời gọi là gì? Huệ tịnh độ. Thời tượng pháp là định tịnh độ. Cái thời mạt pháp của chúng ta là giới tịnh độ. Cho nên cái thời chánh pháp, cái thời gần Phật đi, cho nên tất cả chúng sinh có nhiều công đức lành, cho nên gần Phật, được Phật giải thoát cho tất cả những bế tắc trong tâm hồn mình. Cho nên cái thời đó là huệ tịnh độ. Chỉ cần Ngài giơ cái bông sen trắng lên là Ngài Ca Diếp mỉm cười liền. Đó là huệ tịnh độ. Tịnh độ bằng Bát Nhã Ba La Mật. Phải không? Còn cái thời kỳ tưởng pháp là định tịnh độ. Tức là cái niềm tin kiên định, sức chịu đựng gan lì. Cho nên Đạt Ma Sư Tổ xây mặt vào trong vách đá 9 năm. Hiếp tôn giả nằm suốt 30 năm. Ngồi suốt 30 năm không? Không nằm ngủ. Tất cả những vị tổ sư của chúng ta từ cái thời định tịnh độ đó có một cái sức định gan lì lắm, một niềm tin vững chãi lắm. Cho nên đó gọi là định tịnh độ. Còn cái thời của chúng ta này yếu ớt dữ lắm luôn. Niềm tin yếu ớt, thân thể yếu ớt, sức khỏe yếu ớt, tình cảm yếu ớt. Nói chung cái gì cũng yếu ớt hết đó. Cho nên dùng giới tịnh độ. Giới tịnh độ là gì? Là tề thiên vẽ một cái vòng tròn. Đó là giới tịnh độ đó. Vậy mà trư bát giới cứ phóng ra hoài luôn. Tề thiên là lý trí, bát giới là tình cảm, sa tăng là sức chịu đựng. Còn con tiểu bạch long là vượt lên chính mình. Cho nên cái thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp, là giới tịnh độ. Chúng ta niệm Phật bằng giới luật. Niệm Phật bằng vòng tròn đó quý Phật tử. Không? Nhưng mà yếu quá. Thời kỳ mạt pháp, bạch Đức Thế Tôn, con pháp danh gì đó, con xin thú thiệt với Ngài, bây giờ đó thân thể của con nó mạt thiệt rồi, nó yếu dữ lắm luôn. Phải không? Con dự định là thượng tọa nói pháp buổi sáng, đâu có về thượng tọa vô đây nói pháp buổi trưa. Bây giờ nó bắt đầu yếu lần rồi, con mắt muốn sụp, cổ con muốn cụp xuống rồi. Phải không? Yếu lắm. Cho nên đó, cái thời mà Đức Phật Thích Ca nói trong kinh Pháp Hoa đó, có một vị Phật nói kinh hơn 60 tiểu kiếp, tức là khoảng 6.000 năm, mà chúng hội nghe tưởng chừng như 60 phút à. Một buổi ăn cỡ 60 phút thôi. Chúng hội đó gần thời chánh pháp, cho nên cái tâm của chúng hội là rễ, cho nên bắt sâu trong đất. Tâm thanh tịnh này nó sâu thâm thẳm, cho nên mạnh mẽ vô cùng. Đức Phật nói 6.000 năm mà ngồi nghe nó nhẹ nhàng như 60 phút. Còn đạo tràng Amitabha của chúng ta trong thời kỳ mạt pháp, thầy nói chưa đầy 60 phút mà thưa thầy nó nặng nề như 6.000 năm luôn. Phải không? Mới nói có chút xíu mà nãy giờ thầy thấy rồi. Hễ mà cái miệng ai mà hả ra bự thì con mắt bắt đầu nó nhỏ lại. Phải không?
Ở trên đây ngồi xuống thấy hết liền. Ở đây hồi nãy giờ Phật tử nào ngáp, tức là mạt pháp đó, không? Buồn không quý Phật tử? Sao hồi thời chánh pháp sao người ta mạnh quá, tới bây giờ sao mà mình yếu dữ vậy? Tại mình yếu cho nên bây giờ niềm tin của mình nó cũng yếu luôn đó. Nhưng mà cái đó là cái lẽ đương nhiên thôi. Tại vì mình là con của Phật, là hoàng tử của Như Lai, là công chúa của Như Lai, mà làm tên đầy thớ trung thành cho ma. Cho nên tất cả chúng ta từ khi mở mắt chào đời cho đến bây giờ, quý Phật tử cúng dường sức lực của mình cho ma nhiều quá rồi. Cúng dường cho đến bây giờ đó ha, thì thấy trong đạo tràng của chúng ta tóc xanh thì ít mà tóc bạc thì quá nhiều rồi. Cúng dường tới bạc đầu luôn mà. Ma nó kêu làm cái gì là làm cái đó. Ma nó kêu kiếm tiền là chạy đi kiếm tiền, dầm mưa giải nắng đi kiếm, miễn làm sao có tiền là được rồi. Vì vậy cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni biết biết trước cái thời mạt pháp này đó, là chúng sinh lo kiếm tiền không có sợ gì hết luôn. Cho nên Đức Phật mới nói tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Cho nên cúng dường cho ma hết sức lực của mình. Cho nên bây giờ mà quý Phật tử tới cái ngày mà mình quy y Tam Bảo thì thôi, phải không? Còn lại có cái bộ xương thôi à, chứ không còn gì nữa hết. Hao mòn thân thể rồi, đâu còn sức để nghe pháp nữa. Bao nhiêu sức lực ngày xưa của mình, nữ đó thì cúng dường cho bốn màu, tức là bài tứ sắc đó. Hồi trẻ đi vô trong đó ngồi đánh bài không, cúng dường công sức của mình cho nó hết rồi. Còn mấy chú thì cúng dường cho một màu, màu trong, màu trắng đó. Màu trắng ở trong chai á, thấy không? Nhậu suốt luôn tới bây giờ tỉnh cơn mê rồi, sợ rượu rồi, thì thân thể mình tàn tạ hết rồi. Mình cúng dường tất cả những sức mạnh đời trai của mình cúng dường cho ma, để rồi bây giờ gối mỏi chân trùng, run run theo nhịp chạy của vô thường, lay quay theo dòng xoay của cuộc thế, chống gậy mà còn đi không vững nữa. Rồi bây giờ mới quay về trong đạo, rồi gửi gắm thân tàn bên chân Phật, mà gửi cũng không trọn vẹn nữa. Mới nghe pháp có chút xíu mà muốn ngủ lên ngủ xuống rồi. Sao đánh bài không buồn ngủ mà nghe pháp cứ ngủ hoài. Thật sự ra Phật A Di Đà cũng không buồn, bởi vì Phật nghĩ rằng là thôi kệ tội nghiệp mấy đứa nhỏ con của ta. Phải không? Lang thang đi chơi cùng trời cuối đất rồi xuống nhầm cái cõi ta bà khổ đau này. Phải không? Cho nên là cúng dường thân thể của mình cho ma hết rồi phải chịu thôi. Đó làm ra bây giờ đó trí huệ của mình nó cũng hao mòn, vì thân thể của mình nó đã cạn hết cái nhựa sống rồi. Đức Phật đã từng dạy mà muốn có một tinh thần minh mẫn cần phải có một thân thể tráng kiện. Thân thể tráng kiện ở đây không cần quý Phật tử phải rằng là có bắp thịt gân cốt gì hết đó. Thân thể tráng kiện có nghĩa là cái sức chịu đựng khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Ngồi nghe pháp 1 tiếng đồng hồ mà con mắt bình tĩnh, lỗ tai bình tĩnh, thân thể bình tĩnh, tức là mình là thân thể tráng kiện rồi. Phải không? Còn mà ngồi 15 phút đầu thấy còn tỉnh táo, 15 phút sau mơ mơ màng màng, 15 phút nữa là bắt đầu đi vào cảnh giới xa xôi. Như vậy thì làm sao mình còn cái tinh thần minh mẫn của mình nữa? Không phải là nam nữ Phật tử không đâu. Thầy nói ở đây kể cả những người xuất gia của chúng ta cũng vậy nữa. Mà xuất gia thì càng bị nhiều hơn nữa. Phải không? Con đường tu á, Trần Quyền Trang đâu có làm lỗi làm gì đâu. Mà tại sao gặp 81 nạn? Phải không? Nhiều khi mình tu mà sao bạch thầy con nghiệp gì mà nặng quá. Mỗi lần đọc kinh là con buồn ngủ liền. Cái đó không phải nghiệp nặng đâu. Mà tại vì thử thách những người con của Phật thôi. Phải không? Giống như mình là những người mà vận động viên vậy đó, mình tập lúc đầu thì nó mệt mỏi, tập lần lần nó mới quen, rồi tập quen rồi nó mới hay, tập hay rồi nó mới trở thành giỏi được. Cho nên khi mà mình niệm Phật có buồn ngủ không có gì quan trọng cả, đó là thời gian thử thách của mình. Đừng có sợ buồn ngủ rồi nói buồn ngủ là một cái gì đó nó là nghiệp nặng. Chúng ta đừng bao giờ đổ thừa cho nghiệp. Nghiệp có lúc nào nó mới xảy ra, chứ còn đâu phải lúc nào cũng đổ thừa cho cái nghiệp hết. Có nhiều người ngồi niệm Phật vậy nè, rồi cái tự nhiên cái thấy cái màn nó nhúc nhích, cái nói làm như có ma. Ma ở không quá à. Đâu có đâu quý Phật tử.
cảnh giới của con người, cảnh giới của trời, cảnh giới của dạ xoa, cảnh giới của ma, cảnh giới của quỷ đều có hết ở trong cái thế giới này. Không, nhưng mà đâu ai ở không đâu mà đi phá nhau hoài vậy. Mình ngồi dưới này mình tu mắc mớ gì, thế giới của ma nó xuống đây nó ghẹo mình. Phải không? Ngủ rồi thở không nổi, thức dậy chạy vô bạch với ni sư, hồi hôm con bị ma đè. Ma nó ở không quá đi xuống đây nó đè quý cô. Đâu có ai ở không làm cái chuyện gì kỳ vậy. Người tu mình niệm Phật A-di-đà, mình phải có một trí tuệ một chút. Đừng có đổ thừa tầm bậy tầm bạ. Ngồi niệm Phật vậy cái tự nhiên nghe lụp cục ngoài sao. Nói sao mà tự nhiên con ngồi niệm Phật làm như ai bước đi sau lưng con á. Ai mà bước đi đâu, giờ đó giờ tu của mình, ai ở không đâu mà xuống mà ngồi chơi với mình. Đừng có đổ thừa như vậy, không có gì hết á. Tất cả những thứ đó là chính là những cái thử thách của chúng ta thôi. Phải không? Tại vì lúc mà mình sống mà mình vọng động tâm linh của mình ngồi mà tâm hồn của mình nó vọng động, những cái tiếng động đó mình không có phát hiện được. Mình không có phát hiện được thôi. Giống như cái ly nước của mình vậy đó, nó cứ quậy hoài, nó đục lên, mình nhìn không thấu qua bên kia, không thấy bên kia. Nhưng rồi một khi đó mình để cho những cái cảnh cáo nó lặn xuống rồi đó, nó trong lại thì tự nhiên mình nhìn thấy bên kia thôi. Khi mà buổi tối mà mình không có tu đó, tâm của mình nó lộn xộn, nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, nó buồn cái này, nó giận cái kia, nó đục lên rồi. Thì những tiếng động xung quanh mình hình như không chú ý. Nhưng mà một đêm nào đó tâm của mình thanh tịnh, tự nhiên mình ngồi mình niệm Phật, thì tất cả những tiếng động dù nhỏ mình cũng bắt gặp nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua mình cũng bắt gặp được nữa. Đó chính là sự vận hành của vũ trụ theo mình thôi. Khi mang đi mình ngồi mình vận hành tâm linh của mình thì cái chuyện đó là sự vận hành của vũ trụ. Bởi vì sao? Tâm linh của mình là hòa cùng vũ trụ mà, là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Cho nên khi mình niệm Phật, tâm linh của mình vận hành cùng với pháp giới. Phải không? Mình niệm Phật đâu phải chỉ có cái là câu A Di Đà của mình nằm trong sâu chuỗi đâu. A Di Đà không nằm trong sâu chuỗi, mà A Di Đà nằm trong pháp giới tạng thân, trong vũ trụ này. Cho nên cổ Tây Phương chiếc lá cây cũng biết niệm Phật, bởi vì A-di-đà nằm trong chiếc lá. Dòng suối reo nghe tiếng niệm Phật, bởi vì từng cái giọt nước từ trên cao rơi xuống tạo thành con suối, chính là pháp thân màu nhiệm của Phật A-di-đà. Cho nên A-di-đà mới gọi là pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Mình niệm Phật mà mình không hiểu cha của mình nó to lớn, nó mênh mông, nó vĩ đại như vậy mà mình cứ sợ hoài. Trong khi mình ngồi mình niệm Phật mà tự nhiên cái màn nó nhúc nhích gì nè, là vũ trụ, là cái màn đang niệm Phật cùng với mình, đang vận hành công niệm Phật với mình đó. Nhưng mà tại vì chúng ta sống ở cõi Ta Bà, cho nên chúng ta không phải là người ở Tây Phương. Mình là cõi Ta Bà, cho nên tâm của mình cao thấp, tâm của mình hơn thua, tâm của mình ái nhiễm, cho nên tâm của mình nó nhọn liễu lên trên cao, rồi nó thâm thẳm tuốt ở dưới sâu, rồi nó dơ giấy, nó bẩn thỉu, bởi vì cái tâm của mình là quế độ. Còn cõi Tây Phương đó, tất cả chúng sanh về bên ấy, tâm của họ thuần thiện, cho nên tâm của họ luôn luôn lúc nào cũng là tâm lắng nghe hết. Còn ở đây mình không chịu lắng nghe đâu, mình bắt người ta nghe mình không à, chứ không bao giờ lắng nghe ai hết. Cho nên mình ở đây mình không bao giờ nghe được chiếc lá nó niệm Phật với mình, không bao giờ nghe được cái bông nó niệm Phật với mình, bởi vì mình không chịu lắng nghe. Còn người ở Tây Phương người ta biết lắng nghe, cho nên khi mà người ta đi ra rừng cây, người ta thấy bảy hàng cây báo vang lên câu niệm Phật, thấy cái phong linh nó treo ở ngoài cây thôi, mà khi gió thổi cái phong linh nó vang câu A-di-đà Phật, dòng suối chảy cũng nghe tiếng Nam-mô A-di-đà Phật, con chim, tất cả muôn thú, vạn vật và muôn loài ở cõi Tây Phương đồng niệm Phật. Không phải là những con vật, những lá cây, những bông hoa niệm Phật đâu, mà chúng sanh ở cõi đó đang nhập vào pháp thân tạng, pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Còn mình ở đây mình không có nhập mình vào pháp giới tạng thân, phải không? Mình ở đây là mình ngồi mình nhập vào sâu chuỗi không à, tức là sâu chuỗi này là sâu chuỗi quyền nè, sâu chuỗi mã não hổ phách, linh hơn bà này sâu chuỗi bằng nhựa bằng mũ hỏng linh. Mình nhập vào cái sâu chuỗi không à, rồi làm sao mình nghe được thế giới này niệm Phật? Niệm Phật mà đi lựa sâu chuỗi, sâu chuỗi bằng đá quyền mới linh, sâu chuỗi bằng ngà voi mới linh, rồi bây giờ kiếm sâu chuỗi bằng cẩm thạch nó còn linh hơn nữa, phải không? Các vị tổ, các vị tiền bối của chúng ta ngày xưa lụm hột hòn sỏi rửa thiệt là sạch rồi niệm thôi à, lụm cái hột cà na mài ra cho tròn tròn để gọi niệm Phật. Mình bây giờ mình sung sướng quá, chuỗi bằng đá, chuỗi bằng pha lê đủ điều hết,
phải không? Mà thành Phật không phải nằm ở pha lê hay là chuỗi quyền đâu. Cái sự thành Phật của chúng ta nằm ở trong cái tánh thuần thiện của mình, nằm trong cái chất Phật trong tâm của mình đó. Bây giờ mà nếu chúng ta không tìm ra được ông Phật A-di-đà nằm ở đâu, hay là chúng ta không tìm được Tây Phương ở đâu đó, thì chúng ta bó tay thôi. Chúng ta không biết Tây Phương có hay là không nữa. Mình niệm Phật mà mình còn không biết Tây Phương có hay là không nữa, huống chi là những người ta tu thiền hay người ta tu mật tông. Ở đây quý sư cô, quý nam nữ Phật tử ở đây nè, mình thấy cái cõi Tây Phương, mình thấy Phật A-di-đà chưa? Thấy chưa? Đâu bao giờ có ai thấy được đâu. Nhưng mà Phật A-di-đà hiển hiện trước mặt mình, hiển hiện trước mặt mình luôn mà mình không bao giờ thấy được. Cõi Tây Phương người ta thấy là tại vì cái cõi Tây Phương đó, tâm người ta là cái tâm nó bớt, chứ cái tâm không có thêm. Người ta thấy trong tâm người ta cái gì lấy ra được là người ta lấy ra hết. Còn mình đó, cái gì mình cũng lượm mình nhét vô không. Rồi làm sao mà mình thấy được cõi Tây Phương? Mình không có cái khởi động dược sư Đông Phương thì làm sao mình tìm sự hoàn tất ở Tây Phương được đây? Phải không? Ở đây nãy giờ ai khởi động? Đông Phương giáo chủ dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật, ai khởi động đây? Tại sao mình khởi động bằng dược sư? Dược sư chính là ông Phật ban thuốc cho mình. Mà tại sao khởi động phải dùng thuốc? Bởi vì tất cả chúng ta đều có bệnh hết, quý Phật tử. Chúng ta sinh ra trong cõi ta bà này, quý Phật tử đều có bệnh hết. Phải không? Đều có bệnh hết. Bệnh con mắt, bệnh lỗ tai và bệnh cái miệng nhiều nhất hết thảy. Phải không? Có một lần thầy đi đến cái chùa nào đây nè, có hình ba con khỉ, một con bịt lỗ tai, một con bịt miệng, một con bịt mắt. Cái tâm của mình nó lay quay, nó xuống lên như là con khỉ vậy đó. Nhưng mà cái con khỉ mà nó khổ đau nhất, mà nó khó dạy nhất là con mắt, lỗ tai và cái miệng. Con mắt thì ham dòm người ta, lỗ tai thì ham nghe người ta, cái miệng ham nói người ta. Nhiều lắm quý Phật tử trong đạo tràng này nè, chúng ta vì con mắt, vì lỗ tai, vì cái miệng đó mà chúng ta phung phí hết công đức A-di-đà của mình. Có nhiều người nói bạch thầy, con niệm Phật hoài luôn đó mà sao không thấy công đức miếng nào hết đó, con niệm Phật nhiều chừng nào con bán lỗ nhiều chừng nấy. Hồi lúc con chưa có phát tâm niệm Phật đó, con bán ngày nào cũng lời hết. Từ ngày con phát tâm niệm Phật, con nghe băng đĩa đồ này kia, sao con bán sập sệ luôn, bán lỗ hoài luôn. Tại vì tất cả chúng ta phung phí công đức của mình. Ở trong đây quý Phật tử thấy rằng cái sự phung phí công đức của mình mà mình không bao giờ thấy được. Mình phung phí nhiều lắm mà mình không thấy được. Rồi đến một ngày nào đó khi mà mình giật mình nó hết rồi đó, mình mới giật mình. Mình vẫn tưởng rằng nó còn, nhưng mà bây giờ nó hết rồi. Phung phí dữ lắm. Thầy nói riêng quý Phật tử nữ thôi. Thí dụ như cái áo tràng của mình có một cái mình mặc là đủ rồi. Nó hơi cũ cũ thôi cũng đủ rồi. Lấy tiền đi sắm những cái áo tràng khác cho nó giống người ta, cho nó đẹp như người ta. Tức là chúng ta đã phí phạm công đức của mình. Chúng ta đã phí phạm công đức của mình rất là nhiều. Phải không? Cái áo tràng đâu phải là cái áo để cho mình đi thi thời trang. Không phải. Áo tràng là trang phục của yêu thương thôi. Mình mặc áo tràng vô để mình nhắc mình là sứ giả của yêu thương. Mình mặc áo tràng, mình đắp y, đó chính là những trang phục của yêu thương thôi. Cho nên chúng ta đừng có phí phạm công đức của mình. Hoặc là quý Phật tử nữ còn trẻ, thí dụ như bây giờ đó, quần áo của mình may 3-4 bộ là đủ rồi. Mình sắm hoài, có tiền là sắm 5-70 bộ, 6-70 bộ. Chính chúng ta đã hủy hoại công đức của mình. Trong thời mình còn nhỏ mà mình hủy hoại như vậy rồi. Đến khi mình lập gia đình, công đức nào để mà che chở cho mình trên đoạn đường phía sau của mình nữa. Cho nên có đôi khi hồi nhỏ mình sống gần gũi với cha mẹ, rồi cha mẹ thương mình quá, cha mẹ mình cứ để cho mình tự do phóng túng, cho mình phá hoại hết tất cả tiền bạc. Mà phá hoại như vậy có nghĩa là chúng ta đã hủy hoại công đức tương lai. Đến khi lớn rồi,
trai lấy vợ, gái lấy chồng, lúc bấy giờ công đức không còn bao nhiêu hết. Rồi vợ chồng cứ lục đục với nhau, rồi hụt hằn học với nhau, rồi lại chia tay nhau. Mà nếu có sống chung với nhau đi nữa thì sanh con ra rồi, cái con nó bệnh lên, bệnh xuống, đau ốm hoài hoài như vậy, bởi vì công đức của mình xài phí quá. Mình không để dành cho tương lai của mình. Cha mẹ cũng vậy. Khi mà mình còn trẻ, mình ăn xài phung phí quá. Mình nên nhớ là cái đức của mình không phải để cho vợ chồng mình xài không đâu, mà cho con của mình nữa. Có đôi khi quý Phật tử đi chùa mà tại sao càng ngày nó lại càng lộn xộn trong gia đình nó lại càng xuống cấp hơn. Lý do là quá khứ của mình đã phung phí công đức mình quá nhiều rồi. Vâng, công đức đâu phải để cho hai ông bà dành xài đâu, mà còn cho con của mình nữa. Quý Phật tử, thầy nhắc quý Phật tử một điều. Ngày mà mình dựng vợ gả chồng cho con của mình, cái của hồi môn cho nó không phải là vàng hay kim cương hột xoàn đâu. Cái của hồi môn mà chúng ta cho nó chính là cái công đức của mình đó. Cha mẹ mà không cho con cái mình cái của hồi môn là công đức đó, thì hai vợ chồng nó sau này sẽ lận đận lao đao liền. Bản thân nó đã hủy hoại rồi, cha mẹ nó cũng xài phung phí nữa, thì làm sao vợ chồng nó có đây. Cho nên quý Phật tử đi lễ Phật, đi chùa là chúng ta tạo cho chúng ta một phần công đức và một phần cho con của mình nữa. Nếu mà con trai lớn lên rồi nhờ công đức của cha mẹ nó cho nó, công đức cần kiệm, công đức không phung phí, công đức nhẫn nhục ba la mật, công đức bố thí ba la mật của cha mẹ nó đó, thì con trai sau này lớn lên đó thì bảo đảm với quý Phật tử, nó không bao giờ đi theo con đường xấu, không bao giờ đi chơi với bạn bè xấu. Bởi vì đứa con đó đã nằm trong sự khống chế của bàn tay công đức của cha mẹ nó rồi. Cho nên nó không bao giờ lạc đường, không bao giờ mà lạc lối được. Còn con gái cũng vậy. Nếu mà nhờ công đức của cha mẹ rồi thì con gái lớn lên, con gái nó cũng gặp được những người chồng biết thương nó, rồi cha mẹ bên chồng cũng biết thương nó, rồi nó làm ăn, nó gặp được sự may mắn thành đạt hết. Là do công đức của cha mẹ để dành cho nó đó. Cho nên bây giờ đó, chúng ta là những người con của Phật. Nếu mà mình là cha mẹ rồi thì phải làm sao để dành cho những đứa con của mình một phần công đức. Còn quý Phật tử còn trẻ, mình là con trong gia đình, tự mình phải gìn giữ công đức của riêng mình, để sau này mình lập gia đình mình còn để lại cho con của mình nữa. Đừng có phí phạm công đức. Mình niệm danh hiệu A-di-đà mà tên của Phật A-di-đà là vô lượng công đức Như Lai, mà mình cứ hủy hoại công đức hoài. Mình muốn đi tìm đức vô lượng, mình muốn đi tìm đức vô lượng quang mà mình hủy hoại đi hột giống sáng của mình. Mình muốn đi tìm vô lượng thọ mà mình đi hủy hoại sự sống hoài. Mình muốn đi tìm công đức mà mình đi hủy hoại hạt giống của công đức hoài. Phải không? A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức mà mình hủy hoại hoài. Mình hủy hoại hạt giống thì làm sao mình tìm được cái trái đây? Mình hủy hoại cái nhân thì làm sao mình gặp được cái quả? Cho nên mình niệm Phật hoài mà không thấy Phật chứng gì hết. Tại vì sao vậy? Chúng ta có một cái sai lầm lớn lao nhất. Có nghĩa là chúng ta quên, mà chúng ta không bao giờ nhớ. Làm sao quý Phật tử phải nhớ một điều, nhớ mãi đừng quên. Chứ đừng có quên mãi mà đừng nhớ thì thất bại liền. Cuộc sống của mình đã quên mãi rồi. Mình quên nhiều thứ lắm. Phải không? Mình quên mình là ai, mình từ đâu đến đây, chết rồi mình đi về đâu, mình quên cái đó rồi. Mấy lần giảng trước thầy cũng đã nói với quý Phật tử mình quên rồi. Cái bảo vật mà Quan Thế Âm tặng cho mình, cái tịnh bình và cái nhành dương trên tay tặng cho mình cũng quên, bỏ nở đâu không nhớ. Tới bây giờ kiếm gặp chưa không biết nữa. Quý Phật tử tìm gặp cái nhành dương liễu và tịnh bình chưa? Mình làm gớt ở dọc đường, không biết ở địa ngục hay ngạ quỷ súc sanh gì đó trong cái thời điểm lên lên xuống xuống của mình. Tới bây giờ rồi không biết mình đã tìm được cái báu vật thiêng liêng đó chưa nữa. Quên hoài. Phải không? Mình quên không biết là mình có niệm Phật hay không. Mình quên mình có phải là con của Phật hay không. Mình quên rằng là trong trái tim của mình có còn giọt máu của Phật hay không. Tất cả chúng ta quên hoài. Chính cái điều quên đó mà bây giờ chúng ta không biết Tây Phương có hay là không. Cõi cực lạc có hay là không nữa. Phải không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe. Cái cõi cực lạc,
nó ở gần trước mặt chúng ta thôi. Chỉ cần quý Phật tử mở mắt là thấy, còn nhắm mắt là muôn đời không bao giờ thấy được cái cõi cực lạc. Nhắm mắt là gì? Là xua đuổi. Nhắm mắt là gì? Là không thọ nhận. Nhắm mắt là gì? Là cố chấp, là không buông bỏ. Nhắm tức là ôm ấp, là trói buộc. Nếu chúng ta còn nhắm con mắt lại, tức là chúng ta còn trói buộc, còn cố chấp, còn ôm ấp, còn không chịu buông bỏ, tức là cực lạc không bao giờ có. Cực lạc là gì? Là giải thoát, là tha thứ, là bao dung, là độ lượng, là yêu thương, là hỷ xả. Đó chính là cực lạc. Cho nên cực lạc không nằm ở đâu xa hết. Cực lạc nằm ở trước mắt chúng ta. Chỉ cần chúng ta mở to cái đôi mắt Phật của mình lên thôi. Con mắt của mình từ xưa cho tới bây giờ bụi buồn đã vương mắt Phật của mình nhiều quá rồi. Phải không? Bụi tham lam, bụi sân hận, bụi ghét, bụi hờn giận, bụi đủ thứ hết. Những hạt bụi của cuộc đời này nó làm đôi mắt Phật của chúng ta nó cứ bị vương vấn, rồi nó làm cho mờ đi, rồi chúng ta không thấy rõ cái cõi Phật trước mặt mình. Phật A-di-đà trước mặt mình, cõi Tây Phương cũng ở tại nơi đây cả. Chứ nếu mà quý Phật tử đợi khi mà mình chết rồi mình mới về Tây Phương cực lạc thì lâu quá. Chúng ta phải tìm cõi cực lạc ngay trong giờ phút này. Cõi Tây Phương trong hiện tại này. Chứ còn đi đi mà chết rồi thì về Tây Phương thì uổng dữ lắm. Quý Phật tử phải làm sao lấy cái thân của mình tạo ra Tây Phương ở cõi này, Tây Phương trong hiện tiền. Chứ bây giờ mà không có tạo cái Tây Phương trong hiện tiền thì quý Phật tử sẽ không biết cõi Tây Phương của mình có hay là không. Để rồi bị tất cả những cái người bên ngoài người ta cứ nói rằng là cõi Tây Phương cực lạc, cõi đó là cõi giả. Ông Phật không có Phật nào nói hết. Phải không? Mình niệm Phật như vậy là niệm giả luôn rồi đó. Phải không? Mình không hiểu được. Chúng ta bản thân là người đang đến con đường niệm Phật, đang tu trong pháp môn niệm Phật, ngồi trong đạo tràng của Phật. Nhưng mà chính chúng ta còn chưa thấu rõ, chính chúng ta còn chưa có thể thấu đạt được, thì làm sao cái người mà không tu theo mình mà người ta hiểu cho mình được. Trong đạo tràng Amitabha này, có bao giờ thấy sự quyền diệu của Phật A-di-đà không? Có Phật tử nào thấy được sự quyền diệu, sự linh hiển của Phật A-di-đà không? Từ hồi đó tới bây giờ, bắt đầu từ khi mình niệm Phật tới bây giờ mà mình thấy có sự quyền diệu không? Tại vì chúng ta thấy Phật A-di-đà đứng riêng một chỗ, Phật Thích Ca đứng riêng một chỗ, Địa Tạng Vương đứng riêng một chỗ, Quan Thế Âm đứng riêng một chỗ. Nhưng mà tất cả chúng ta không thấy tất cả hình ảnh đó chỉ là một thôi. Phải không? Hình ảnh đó chỉ là một thôi. Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, hay là Địa Tạng Vương, hay Di Lặc, hay Đại Hạnh, hay là Quan Âm, chỉ là một thôi. Chỉ là cái thể nó phát ra muôn ngàn tia diệu dụng thôi. A-di-đà phát ra tia diệu dụng Quán Thế Âm, A-di-đà phát ra tia diệu dụng của Địa Tạng Vương. A-di-đà phát ra cái diệu dụng của Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. A-di-đà phát ra những cái tia diệu dụng như vậy. Ở đây quý Phật tử nói, bạch thầy, con niệm Phật A-di-đà với niệm Phật Quan Âm cái nào tốt? Hỏi như vậy có nghĩa là mạt pháp rồi. Phải không? Hỏi như vậy là không hiểu gì hết rồi. Cũng như quý Phật tử hỏi, bạch thầy, bây giờ con đi Sài Gòn với đi thành phố Hồ Chí Minh, con đi cái nào tốt? Đi chỗ nào tốt quý Phật tử? Con đi Sài Gòn với con đi thành phố Hồ Chí Minh, đi cái nào tốt? Cái nào cũng tốt hết, phải không? Nhưng mà tại vì sao Đức Phật khi mà nói kinh, Đức Phật phải dùng cái này, dùng cái kia? Có khi thì Đức Phật nói là cái cõi này là cõi của Phật A-di-đà, có khi Đức Phật nói cái cõi này là cõi Đại Nhật Như Lai. Thì đối với một số người nào đó thì Đức Phật nói rồi, thôi các con đi về Sài Gòn đi, chỗ Sài Gòn, chỗ đó tu được. Nhưng mà qua bên kia Đức Phật lại nói, con về thành phố Hồ Chí Minh đó, chỗ đó tu được đó con. Phải không? Hoặc là thí dụ như con đến chỗ mà Hòn Ngọc Viễn Đông đó, chỗ đó con tu được. Nó cũng là Sài Gòn thôi, nó cũng là thành phố thôi. Nhưng mà tùy theo căn cơ của mỗi người. Mà Đức Phật cho cái tên Phật nó khác nhau một chút như vậy thôi. Thật sự ra đó, Nam Mô A Di Đà Phật cũng là Án Mani Bát Di Hồng. Cho nên ngày xưa Liên Trì Đại Sư đó, đi ngang qua trong một cái vùng đất Trung Hoa, nó bị nắng hạn 3-4 năm rồi. Người Trung Hoa thỉnh tất cả các pháp sư đến để mà đăng cái pháp tòa, để rồi trì chú bắt ấn để cho mưa xuống cầu đảo.
Nhưng mà tất cả các pháp sư làm cả tuần lễ rồi mà không thấy một miếng mưa, một miếng gió nào hết. Trì chú dữ lắm luôn, ba bốn ông vậy đó. Lúc bấy giờ Liên Trì Đại Sư quải cái tay đãi đi ngang qua thấy. Liên Trì Đại Sư mới hỏi với vua là tại sao mà làm cái lễ long trọng như vậy. Ông vua ông mới nói rằng là trẫm hôm nay đó cũng buồn dữ lắm. 3 năm nay rồi trời hạn hán không mưa. Trẫm thỉnh tất cả các pháp sư đến đây làm cái lễ cầu đảo để cho mưa nó xuống. Mà cả tuần lễ nay rồi không có một hạt mưa nào hết. Lúc bấy giờ Liên Trì Đại Sư nói thôi bây giờ bệ hạ ơi cho phép lão nạp đi niệm Phật 3 vòng thôi. Thì mấy ông pháp sư kia nói trời ơi ổng trì chú làm hết biết luôn 3, 4 ngày, 5, 7 ngày nay rồi mà cũng không biết bao nhiêu trái cây, không bao nhiêu là con gà, con lợn, vậy mà cũng bao chưa có mưa. Ông đi ông gõ mõ 3 vòng làm sao mưa nổi. Nhưng mà Liên Trì Đại Sư nói muôn tâu bệ hạ thì bệ hạ cứ để cho thần làm. Lúc bây giờ vua bằng lòng, Liên Trì Đại Sư mặc cái áo nâu thôi chứ không có được đắp y nữa đó thưa quý ni với Phật tử. Mặc cái áo tràng nâu thôi. Móc trong tay nải của mình ra cái mỏ với cái dùi. Liên Trì Đại Sư niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đi 3 vòng quanh cái pháp tòa đó. Dòng thứ nhất là bắt đầu trời bớt nắng, dòng thứ hai trời nổi gió, dòng thứ ba bắt đầu mưa rơi luôn. Thấy không? Vậy thì mật tông ở đâu, tịnh độ tông ở đâu, thiền tông ở đâu, nằm ở chỗ tâm thanh tịnh. Cho nên tu thiền mà chúng ta không có yêu thương và buông bỏ thì không có thiền đâu. Tu mật tông mà không có yêu thương và buông bỏ không thành tựu được mật tông. Niệm Phật cũng vậy, tịnh độ tông không có yêu thương và buông bỏ cũng không bao giờ thành tựu được tịnh độ tông. Trì kinh cũng vậy mà không có yêu thương và buông bỏ không hiểu hết tất cả quyền nghĩa trong đó. Cho nên thiền tông, tịnh độ tông, mật tông hay giáo tông có thể khác nhau về tông chỉ. Quý Phật tử nên nhớ là thiền tông, giáo tông, tịnh độ tông hay mật tông có thể khác nhau về tông chỉ, có thể khác nhau về trang phục. Cái người tu thiền mặc y màu vàng, cái người tu mật tông mặc y màu đỏ đỏ hay là gì đó, tùy theo mật tông Tây Tạng hay là mật tông Miến Điện gì đó. Có nghĩa là chúng ta tu theo tông phái nào, tông chỉ và trang phục chúng ta có thể khác nhau. Nhưng mà xin thưa với toàn thể đạo tràng, tất cả thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, giáo tông, luận tông hay tất cả pháp hoa tông, hoa nghiêm tông gì đó cùng phải giống nhau ở một điểm duy nhất là yêu thương và buông bỏ. Nếu mà tất cả những tông phái đó mà không có chất liệu yêu thương và buông bỏ thì không phải của Phật. Phải không? Cho nên chúng ta đều gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương và buông bỏ. Người tu tịnh độ không đã phá thiền, người tu tịnh độ không đã phá mật tông, người tu tịnh độ không đã phá giáo tông, người tu thiền cũng vậy, không đã phá nhau. Cho nên tất cả chúng ta đều bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương và buông bỏ, thì lúc bấy giờ cực lạc nó sẽ có liền. Cực lạc là gì? Là một niềm vui không có ngôn từ diễn tả, một niềm vui mà mắt tai mũi lưỡi thân và ý của chúng ta không cảm nhận được đâu. Cái vui ở bề ngoài con mắt thấy được, cái vui bề ngoài lỗ tai nghe được, cái vui bề ngoài cái miệng lỗ mũi của chúng ta cảm nhận được. Nhưng mà cực lạc là một cái vui mà lục căn của chúng ta không bao giờ cảm nhận được. Cực lạc là sự cảm nhận của tâm linh, phải không? Cực lạc là một sự cảm nhận của yêu thương và buông bỏ. Ở đây tất cả chúng ta là những người con của Phật. Người nào dám buông bỏ, người đó mới có lòng yêu thương chân thật. Người nào có một lòng yêu thương chân thật, người đó mới dám buông bỏ. Mà có yêu thương và buông bỏ thì có một niềm vui tự cái tâm linh của chúng ta cảm nhận được mà thôi. Chứ nếu mà chúng ta vui mà không có yêu thương thì niềm vui đó là niềm vui của phàm tục. Chúng ta vui phải làm sao vui trong niềm yêu thương và buông bỏ kìa. Chúng ta vui mà không buông bỏ tức là niềm vui của chúng ta còn trói buộc. Niềm vui còn trói buộc là sao quý Phật tử biết không? Giận cái bà hai đó dữ lắm luôn rồi.
Mà tại vì mình tu trong đạo tràng Amitabha cho nên cái miệng mình không dám nói sợ người ta cười, sợ ni sư rầy, tu hành biết bao lâu rồi mà còn sân hận quá biết không. Nhưng mà giận bà hai đó quá rồi không nói ra được. Cái bữa đó đang đứng cái bà hai bà đi, bà dắp cục đá, bà chúi nhủi cái tự nhiên cười trong bụng, đáng đời cho bà. Đó là niềm vui bị trói buộc đó quý Phật tử. Niềm vui đó không phải là cực lạc đâu, phải không? Niềm vui đó là niềm vui bị trói buộc. Niềm vui đó là niềm vui của ma xúi dục chúng ta. Niềm vui của ma đó. Cho nên tất cả chúng ta sống trong cực lạc có nghĩa là niềm vui của mình là niềm vui của yêu thương và buông bỏ. Đó là chính là cực lạc tại thế của chúng ta. Quý Phật tử đừng bao giờ sợ hãi, đừng bao giờ bị lung lạc. Dù cho ai nói ngã, nói nghiêng cỡ nào đi nữa, dù cho người ta nói rằng là cõi cực lạc này là giả, cõi Tây Phương này là giả, mình cũng không bao giờ rung rinh được, phải không? Đâu có giả được đâu, bởi vì cực lạc trong tâm của mình đã có rồi mà. Cực lạc đó chính là một niềm vui mà chúng ta thể hiện một lòng yêu thương. Cực lạc đó chính là một niềm vui mà chúng ta không bao giờ trói buộc, một niềm vui mà chúng ta buông bỏ hoàn toàn, phải không? Một niềm vui buông bỏ hoàn toàn có nghĩa là bây giờ thí dụ như hồi xưa đó, nghe cái bà đó mà đứng bà nói nặng mình một câu là mình đỏ lỗ tai, cái môi mình nó tím riệm hết rồi, tim mình nó đập nghe bịch bịch là thở không ra hơi. Nhưng mà nhờ vô trong đạo tràng Amitabha, ni sư hướng dẫn tu tập niệm Phật mấy khóa thôi mà bây giờ bạch ni sư con đỡ hết biết rồi. Bà đó bà chửi con đỏ lỗ tai không à, còn cái vụ tím môi nó hết rồi. Rồi bây giờ con tu tới khóa thứ 24, con thưa bạch cho ni sư mừng nha. Bây giờ bà đứng bà chửi con, tự nhiên con cảm thấy không có hề hấn gì hết đó. Con bình thường luôn thưa ni sư. Đó chính là cực lạc của tâm linh đó. Niềm vui không trói buộc, tức là tất cả chúng ta đối diện tất cả những cái sự cố của cuộc đời. Chúng ta giáp mặt với sự thật phũ phàng, nhưng mà chúng ta không có bao giờ bị lung lạc. Đó chính là cực lạc của tâm linh. Cái quan trọng nhất là chúng ta đang sống trong cực lạc của tâm linh, ngồi giữa cái đạo tràng ta bà này mà tâm hồn của chúng ta mãi mãi ở trên Tây Phương cực lạc. Còn đừng có bao giờ mong cầu Tây Phương cực lạc mà tâm hồn của mình gửi gắm cho địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Phải không? Cầm sâu chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người ta nhìn vô người ta thấy cái tướng này là tướng Di Đà không à. Lần chuỗi hết biết luôn, nhưng mà tâm hồn mình gửi gắm ở địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Địa là dày chắc, ngục là trói buộc. Người nào có cái tâm hồn trói buộc một cách dày chắc, tức là địa ngục niệm trong tâm mình. Ngạ quỷ là gì? Là sự thờ ơ lạnh nhạt, là sự lạnh lẽo tàn nhẫn, là sự không xúc động trước tất cả những mảnh đời bất hạnh, những người khốn khổ. Mình còn thờ ơ lạnh nhạt, tức là ngạ quỷ niệm. Còn tất cả chúng ta không trân trọng cha mẹ, không tôn kính thầy tổ, không vâng lời tất cả những bậc trưởng thượng, không có thuận thảo với anh em huynh đệ đồng môn, ngôn ngữ của mình là ngôn ngữ thiếu tế nhị, tức là chúng ta đã vô tình để trong tâm của mình xúc sanh niệm. Cho nên quý Phật tử nào trong đây nè có những cái đó đó thì lượm bỏ bớt ra đi, đừng có chứa trong cái túi tâm linh của mình nữa. Đi về cõi Phật cực lạc A Di Đà đó xây dựng không phải bằng những cái hạt đó đâu, phải không? Coi coi cái sâu chuỗi của mình là cái sâu chuỗi bằng bồ đề hay sâu chuỗi bằng sọ người đó. Coi kỹ lại coi, mình niệm Phật mà tâm của mình còn dữ quá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, văng cái võng bên hai gốc cây mận, rồi Nam mô A Di Đà Phật, trưa rồi ra ngoài đó niệm Phật để coi chừng mận. Phải không? Lớn tuổi rồi, già cả rồi, bữa nay là ngày 23 tu ở đạo tràng Amitabha rồi, bây giờ 24 cũng tu nữa. Trưa văng võng ra gốc cây mận, nằm coi nhà rồi coi chừng mận, mận sai trái quá. Nằm trên võng lần sau chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe chùm mận rớt xuống một cái bịch bực ngồi dậy dịch giật đứa nào hái mận đó. Coi chừng cái sâu chuỗi của mình nó không phải là hạt bồ đề nữa. Chúng ta vô tình biến cái hạt bồ đề trong sâu chuỗi thành sọ người. Cho nên Tổ U Ba Cúc Đa đeo cái sâu chuỗi bằng hạt bồ đề, nhưng mà treo vào trong đầu của thiên ma ba tuần thì hạt bồ đề nó biến thành thành cái sâu sọ người. Tại vì tâm của U Ba Cúc Đa là tâm bồ đề, cho nên cái hạt, cái tràng hạt nó biến thành bồ đề. Tâm của thiên ma ba tuần là tâm của ác niệm, cho nên nó biến thành sọ người. Bây giờ quý Phật tử ngồi lần
Hay là quý sư cô cũng vậy, ngồi niệm Phật, coi coi cái tâm của mình lúc đó buồn hay vui, giận hay ghét nha. Thế mà mình niệm Phật mà mình ghét rồi cái là thất bại dữ lắm, cõi Tây Phương không có từ ghét. Không, mình niệm Phật mà mình buồn, cõi Tây Phương cũng không có chữ buồn. Mình niệm Phật mà mình mừng, cõi Tây Phương không có mừng. Cho nên mình cố gắng làm sao mình niệm Phật, mình xem xét, mình thanh tra trong lòng mình xem, coi coi lúc bấy giờ mình đang niệm Phật bằng cái gì? Mình niệm Phật bằng con mắt, hay niệm Phật bằng lỗ tai, niệm Phật bằng cái miệng, hay niệm Phật bằng lỗ mũi, hay niệm Phật bằng cái thân, niệm Phật bằng cái ý của mình. Lục căn của chúng ta niệm Phật khó thanh tịnh lắm, thưa quý Phật tử. Chúng ta niệm Phật làm sao? Không phải bằng lục căn nữa, không phải bằng một cái gì hết, không phải bằng sâu chuỗi, không phải bằng bàn tay. Mà Thầy chỉ yêu cầu quý Phật tử niệm Phật làm sao trong câu niệm Phật của mình niệm bằng yêu thương và buông bỏ là đủ rồi. Từng bước chân đi của mình cũng là yêu thương và buông bỏ. Khi mình ngồi trong đạo tràng này, mình vẫn yêu thương và buông bỏ. Đi ra khỏi đạo tràng vẫn yêu thương và buông bỏ. Chừng nào mình thấy trong đạo tràng của mình có yêu thương và buông bỏ rồi, thì lúc bấy giờ mình niệm Phật A-di-đà mới có thế giới cực lạc được. Phải không? Ở đây quý Phật tử nào thấy Quan Thế Âm? Có Phật tử nào thấy Phật Quan Âm Bồ Tát không? Thấy Phật A-di-đà thì khó rồi, mà có thấy Phật Quan Âm không? Có bao giờ thấy Phật Quan Âm không? Không thấy Phật Quan Âm mà chỉ thấy cái tượng Phật Quan Âm, bức tranh vẽ Phật Quan Âm, hay là người ta chụp hình rồi cái người ta họa ra rồi người ta in ra, người thấy Phật Quan Âm đứng trên mây, máy bay chụp nè, máy bay chụp thấy Quan Âm đứng trên mây. Phật Quan Âm đứng trên con rồng ngoài biển, không có mấy Phật Quan Âm đó đâu. Phật Quan Âm không bao giờ có những hóa thân như vậy hết. Chúng ta nằm trong cái thời kỳ mà chúng ta đang đứng trên đọt cây, tức là tâm của chúng ta sụ xuống như này. Niềm tin của chúng ta yếu ớt, niềm tin của chúng ta lặt lìa lặt lại, niềm tin của mình dễ gãy lắm, làm sao thấy khuôn mặt Phật được. Cho nên tất cả chúng ta chỉ chiêu cảm đến Phật nguyện mà thôi. Không có bao giờ chiêu cảm đến Phật tướng đâu, mình chiêu cảm được Phật nguyện thôi. Thì nói ví dụ như có một người rớt dưới sông rồi, rần chết đuối rồi, chỉ cần chắp tay lại trong cơn sảng sốt của mình và nói Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, tự động có một cái khúc chuối nó trôi ngang qua và ôm khúc chuối lội vào bờ. Mình chỉ chiêu cảm được Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện thôi, tức là chiêu cảm đến Bồ Tát nguyện, chứ không bao giờ chiêu cảm được Bồ Tát tướng đâu. Mình không thấy được Bồ Tát danh, không thấy được Bồ Tát bằng cái thân của Ngài đâu. Khó lắm quý Phật tử. Chúng ta sống trong thời kỳ mạt loạn này, tâm của mình không bao giờ ổn định, tâm của mình chưa bao giờ có một niềm tin chân chất, không có một niềm tin nào mà nó được mà củng cố mạnh mẽ đâu. Trong bộ phim Tây Du Ký, cái mà cái đoạn Bạch Cốt Tinh thấy hai ông già và cô bé đi cày ruộng không? Cày ruộng là gì? Là đất tâm của chúng ta đó. Còn hai ông bà già đó là cha mẹ, là niềm tin của chúng ta. Niềm tin sanh ra vô lượng công đức, mà niềm tin gì đâu mà già nua cằn cỗi quá. Cái mặt đất tâm của mình là một lỗi đất nó khô khan cằn cỗi, không có một miếng nước luôn. Niềm tin của mình già nua làm sao sanh ra công đức được? Công đức là một cô gái cầm cái bình nước lên chỉ còn rớt xuống vài ba giọt. Đường Tăng đi thỉnh kinh, tức là chúng ta là những cái con người đồng hành cùng với Đường Tăng đi tìm Phật. Trong ta cũng có lý trí Bà Tề Thiên, cũng có một chút tình cảm ham vui của Trư Bát Giới, nhưng mà có một sức chịu đựng của Sa Tăng và phải có ý chí vươn lên của Tiểu Bạch Long chứ. Nhưng mà tất cả chúng ta sống mà quý chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật như thế nào cho nó có một chút cái hồn. Mình niệm Phật mà mình không biết ai niệm Phật, mình niệm Phật mà mình không tin mình sẽ đi về đâu, mình niệm Phật mà mình không bao giờ biết rằng cõi cực lạc có hay là không. Tức là chúng ta tu, chúng ta về Tây Phương phát nguyện về cực lạc mà không có hồn. Vậy thì chúng ta tu như thế, tức là chúng ta là Bạch Cốt Tinh chứ không phải là Tề Thiên Đại Thánh. Chúng ta tu mà không có tôn ngộ không. Tất cả vạn vật chúng ta đều có hết mà chúng ta không ngộ được cái không của vạn vật. Cái gì chúng ta cũng chất chứa hết. Chừng nào bà đó bà chửi mình rồi mà mình nói ngộ không, tức là câu đó không có. Phải không? Đói bụng quá mà mình cũng phải nói rằng là cái đó là không, là nhân duyên hòa hợp.
Đừng có đói bụng rồi mình nhăn nheo để cái cơn đói của mình nó làm mình mất oai nghi đi. Có nhiều người đói bụng xấu nết dữ lắm luôn. Phải không? Đói bụng rồi một cái là nhăn nhó đói bụng, một cái là quạo quọ lên liền. Đói bụng thì từ từ chứ. Người nào cũng đói mà mình đói cũng từ từ thôi. Đói bụng cái là quạo, ai hỏi cũng cự hết. Phải không? Ăn no vô xong cái xin lỗi chị nghe, hồi nãy tôi đói cho nên tôi lỡ lời. Kỳ vậy. Cho nên mình làm sao tất cả mọi cái hoàn cảnh trước mặt mình phải có tôn ngộ không? Điều là không cả. Mình làm sao mình biến cái trư bát giới trong đời thường của mình, một cái con heo tham dục đời thường của mình, biến thành trư ngộ năng. Phải tinh tấn ba la mật mới được. Chứ nếu không thì suốt cuộc đời của mình cứ ở lại cõi ta bà thi hoài, không đậu lên Tây Phương được. Học 24 khóa rồi mà còn ở lại lớp hoài sao? Người ta mỗi một năm mỗi một lên lớp 24 khóa rồi mà cõi ta bà vẫn còn ở lại hoài. Ngồi trong đạo tràng Amitabha, nghe cái tên nghe hết biết, nghe cũng khủng khiếp lắm. Đạo tràng Amitabha tu lần này là khóa thứ 24, mà quý Phật tử đậu được cái khóa nào chưa? Mỗi một khóa mình phải đậu một chút chứ. Lớp 1 thì mới ráp dần, lớp 2 cũng khuyết đọc từ chữ, chứ bây giờ 24 khóa rồi mà hỏi Tây Phương Cực Lạc ở đâu không biết. Rồi hỏi quý Phật tử, cõi cực lạc có hay là không? Bây giờ mình cũng còn mơ hồ, mình không biết có hay là không nữa. Thậm chí bây giờ nghe một thời pháp này rồi, bây giờ về nhà suy nghĩ, rồi làm sao tìm cái cực lạc ở cõi này ta? Pháp sư Tịnh Không nói đó là phải làm sao khi chết rồi phải nhờ trợ niệm cho thân thể mềm lại mới giảng sanh được. Vậy sao mà làm tìm cái cực lạc ngay thời điểm chúng ta còn sống được? Pháp sư Tịnh Không nói với quý Phật tử đó, tức là dạy chúng ta tu là dạy cho Phật tử ở bên Đài Loan. Pháp sư Tịnh Không dạy Phật tử ở Đài Loan bởi vì cái người dân Đài Loan công việc của họ bề bộn nhanh lắm, họ làm việc quá rắp ráp. Cho nên Pháp sư mới dạy Phật tử đó là các con bỏ bớt hai chữ Nam Mô đi. Ở trong cái công sở, trong chỗ làm các con cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để vừa làm vừa nhớ Phật. Pháp sư Tịnh Không không dạy A Di Đà Phật cho người Phật tử Việt Nam đâu. Không. Vậy mà có một số thầy đi rồi cái đem cái pháp môn của Đài Loan về rồi cái bắt người dân Việt Nam mình tu rồi chê cái pháp môn Nam Mô A Di Đà là sai. Phải không? Tự nhiên rồi A Di Đà cũng là A Di Đà, Nam Mô A Di Đà cũng là ông A Di Đà thôi. Rồi cái ông bốn chữ chê cái ông sáu chữ là sai. Kỳ vậy. Phải không? Thí dụ như A Di Đà Phật có nói ba ơi. Còn Nam Mô A Di Đà Phật thưa ba. Ví dụ vậy thôi. Vậy chứ ba ơi với thưa ba cái nào có khác nhau không? Đâu có khác nhau đâu. Vậy đó mà có nhiều người nó tu bốn chữ đi sáu chữ không có kịp đâu. Tu bốn chữ nó mới kịp. Tu với Phật không có nhanh hay là chậm, không có nhiều hay là ít. Tu A-di-đà có nghĩa là tâm thanh tịnh, là tâm yêu thương và buông bỏ. Bốn chữ tu cho nhanh mà không có yêu thương cũng chậm lại mà thôi. Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật cũng được vậy. Đâu có ai la mình đâu. Quan trọng nhất là cái tâm của mình có hay không. Cái tâm của mình mà có yêu thương và buông bỏ rồi đó, thì quý Phật tử chỉ cần đi đến đạo tràng, chỉ cần chấp một tay hoặc chỉ hơi cúi đầu đã có Phật gia hộ rồi. Đâu có cần gì phải niệm hết tên của Phật ra đâu. Phải không? Cho nên đó, mình có yêu thương và buông bỏ, tức là chúng ta đã có cực lạc trong tâm của chúng ta. Chúng ta đã có cực lạc trong hoàn cảnh của chúng ta. Yêu thương là gì? Là cực lạc của tâm linh. Buông bỏ là gì? Là biến cõi ta bà này thành cực lạc luôn. Nếu mà tất cả đạo tràng Amitabha của chúng ta đều có một cái tâm hồn buông bỏ, một tâm hồn buông bỏ, một nụ cười như Phật Di Lặc vậy đó, thì quý Phật tử sẽ thấy là đạo tràng Amitabha này là cực lạc chưa? Phải không? Làm sao mà ni sư cứ cho vi tính nó đánh máy, hãy mỉm cười đi con, một sáp gì nè, cái ni sư dán gốc cây nào ni sư cũng dán hết, xuống bếp cũng dán luôn, phòng toilet ni sư cũng dán, hãy mỉm cười đi con đi. Rồi từ bữa nào đó rồi cái ai mà giận quá, bực mình hết, biết lên chánh điện, chọc ghẹo giận quá, chạy xuống hậu tổ, nhìn xuống vách, hãy mỉm cười đi con, chạy ra sau bếp cũng thấy hãy mỉm cười đi con, ra ngoài nhà tắm thấy hãy mỉm cười đi con, mày làm sao giận được đấy. Phải không? Làm sao cho cái Amitabha này, cái hoàn cảnh của chúng ta là cực lạc tại thế, hãy mỉm cười đi mà làm một nụ cười của Phật Di Lặc, một nụ cười buông bỏ.
Một nụ cười không có khi dễ, không có ngạo nghễ nha. Một nụ cười phải biết yêu thương tất cả. Vậy thì yêu thương trong tâm của mình chính là cực lạc tâm linh, và buông bỏ chính là cực lạc tại thế của mình. Thầy mong rằng cả một đạo tràng Amitabha, nam nữ Phật tử và kể cả tất cả ni chúng của chúng ta, những người con của Đức Phật, quý Phật tử phải làm sao? Mình là con, là hoàng tử của Như Lai, là công chúa của Như Lai rồi, thì hãy vẫy tay chào với ma giới đi. Đừng bao giờ đem công đức lành mà Đức Phật cho mình, tặng mình đem mình cúng dường cho ma hết. Mỗi một khi chúng ta đem cái bố thí mà cúng dường cho ma thì chúng ta gom về lòng bỏn sẻn. Chúng ta đem từ bi cúng dường cho ma thì chúng ta gom về sự sân hận. Chúng ta đem tất cả những cái mà thánh thiện cúng dường cho ma thì ác niệm nó bắt đầu kéo về với chúng ta. Là hoàng tử, là công chúa của Như Lai mà cái kho tàng của chúng ta chỉ là sân hận, chỉ là bỏn sẻn, chỉ là ác niệm hoài sao? Phải không? Thì thôi bây giờ lỡ rồi, 2/3 tuổi đời của tất cả chúng ta cúng dường rồi. Cúng dường từ mái tóc xanh mà cho tới bạc đầu hết rồi. Thôi thì bây giờ quỳ trước Phật bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ đó, cái sổ tạm trú mà tạm vắng cõi ta bà của chúng con thời gian còn ngắn lắm. Phải không? Sắp hết hạn tạm trú cõi ta bà rồi. Hai cái ông mặt đen mặt trắng đã đến gần chúng con rồi. Có không quý Phật tử? Phật tử lớn tuổi nè. Hai cái con mặt đen mặt trắng, áo đen áo trắng, nó ngồi kế bên mình đó, nó chờ đợi mình. Chỉ cần mà cái sổ tạm trắng, tạm vắng cõi ta bà, tạm trú cõi ta bà của mình mà nó hết hạn, là hai con đó nó kêu tên mình một cái rồi là ngoan ngoãn đứng dậy đi liền. Mà bây giờ quý Phật tử của chúng ta thích đi, mà bàn tay âu yếm của Phật Quan Thế Âm dẫn chúng ta đi về. Tức là đứng trên bông sen rồi cái đi theo Phật Quan Âm đi về. Hay là thích cái ông đen đen, ông trắng trắng quăng dây xích vô cổ của mình rồi lôi mình về đất chết. Thích cái nào? Đương nhiên im lặng có nghĩa là thích theo Phật Quan Âm chứ gì. Phải không? Đạo tràng của chúng ta im lặng có nghĩa là thích đi trên bông sen, đi nhẹ nhàng bên bàn tay âu yếm của Phật Quan Âm. Thì bây giờ muốn đi theo Phật Quan Âm thì quý Phật tử phải hiểu Phật Quan Âm là gì nữa. Phải không? Cái cực lạc tại thế có hay là không? Không phải ở cực lạc là của A-di-đà mà phải có Quan Âm và Thế Chí nữa, Tam Thánh Từ Tôn lẫn đó quý Phật tử. Bây giờ quý Phật tử phải làm sao đi tìm Quan Âm của mình đây? Ai dám đi tìm Quan Âm không? Có không? Có ai đi tìm Quan Âm được không? Có một cô gái đó, nó đi lên núi tìm Quan Âm. Nghe đồn trên đỉnh núi có Quan Âm hiển linh lắm. Cô xin phép mẹ của mình, mặc dù mẹ già rồi, nhưng mà nói mẹ ơi con đi chùa Long Vân lâu quá rồi, 24 khóa con tu tập, nghe trên núi có Quan Âm, chắc có lẽ công đức của con viên mãn rồi. Xin phép mẹ cho con leo lên núi để con diện kiến Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghe đồn hoài mà không được lên. Thấy con của mình nó nài nỉ mà nó nhiệt tình quá, cho nên bà già cho đi. Nhưng mà trong lòng sợ lắm, thân gái dặm trường đi lên núi một mình trong đêm tối nữa. Nhưng mà điều con nó nài nỉ quá, thôi mẹ cho đi. Thì cô ta cũng lặn lội từ buổi sáng vậy đi, lên tới chân núi rồi leo lên tới cái đỉnh núi, tới lưng chừng núi, trời trưa rồi. Cô mệt quá, mồ hôi nó nhễ nhại hết rồi. Cô ta suy nghĩ không biết có hay không, mà sao nghe đồn mà đi nãy giờ có vắng que, có một mình đi à. Thì trời nhá nhem sắp sửa về chiều rồi, tự nhiên trên đỉnh núi có một cái bà già đi xuống. Cô gái bắt đầu mới hỏi, thưa cụ, cụ ơi con nghe nói trên núi này nè có Bồ Tát Quan Âm thị hiện. Bồ Tát Quan Âm có hình thù mặt mày ra sao, mặc áo màu gì, xin cụ cho con biết, con đi từ sáng cho tới bây giờ không gặp gì hết luôn. Và cụ bà mới nói là Bồ Tát Quan Âm mà cô kêu cô đi tìm đó, tuổi chắc cũng trạc trạc như tôi vậy hả. Bồ Tát Quan Âm mà cô tìm đó, mặc cũng quần áo cũng như tu thôi, chiếc áo rách dai màu cỏ úa vậy thôi, chứ không có gì hết đó cô ơi. Vầng trán hằn sâu những vết mòn năm tháng, răng cỏ không còn cái nào, rung rung chống cây gãy đi không vững nữa. Cô gái bất mãn quá trời luôn, cô nói 24 khóa tu trong đạo tràng Amitabha, không lẽ không đủ duyên gặp Phật, Quan Âm gì mà xấu dữ vậy. Quan Âm gì mà mớm sợm rồi đi không vững nữa, mặc áo thâm kim màu cỏ úa nữa. Ủa sao nhớ trong kinh nói Bồ Tát Quan Âm là bạch y đại sĩ mà.
Cô ta buồn thôi, cô ta quay về. Đi về một đổi gặp bà già đi trước hồi nãy nữa, bà già mới nói rằng là: cô ơi, tôi quên dặn cô nữa, Bồ Tát Quan Âm mà cô muốn tìm đó, cái chân đó là mang chiếc dép, chiếc đông, chiếc tây, chiếc nam, chiếc bắc nữa đó cô à. Cô ta không thèm nghe luôn bà cụ nói cái gì nữa, đi thật là nhanh đi về. Về tới nhà gõ cửa: mẹ ơi con về. Mẹ mừng quá đi, trông chờ con, tại vì hồi hộp con gái mà đi lên núi, mẹ nào mà không sợ. Vội vã dở mùng, sọt đôi dép, cầm cái đèn ra, mở cửa cho con. Khi mà cầm cái đèn mở cửa thì qua cái ánh đèn leo lét đó, thì cô gái mới nhìn xuống dưới chân mẹ mình, bà vội vã giọt sọt nhầm đôi dép, chiếc đông, chiếc tây, chiếc nam, chiếc bắc. Cô gái nhìn lên mặt mẹ mình y chang như cái bà già trên núi tả vậy. Chàng ơi mớm sợ mà nhai chầu mặt miệng mồm gì đâu, còn dán cục thuốc ngay cái miệng nữa chứ. Nhưng mà lúc này cô gái không còn nghĩ Bồ Tát sao bà già tả xấu quá nữa, mà cô ta sững hồn lên. Cô ta sững hồn, cô ta nhìn mẹ mình một hồi rồi quỳ xuống ôm với chân mẹ mình và nói rằng: mẹ Quan Âm của con ơi, mẹ Quan Âm đã sanh ra con, mẹ đã nuôi con, mẹ đã che chở cho con từ hồi mở mắt chào đời cho đến bây giờ mà con không thấy. Để bây giờ con lên núi, con không biết con tìm Quan Âm nào nữa. Mẹ ơi, mẹ là Bồ Tát Quan Thế Âm của đời con. Quan Âm tóc rối đó quý Phật tử. Cho nên bây giờ đó quý Phật tử nào mà về nhà đi mà nhìn thấy bà già nào mà tóc trắng hết trơn là Quan Âm tóc rối của mình đó. Phải không? Ở trong đây có Phật tử nào tóc bạc không? Bạc nhiều chừng nào, rối nhiều chừng nào là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn nhiều chừng đó đó. Cho nên quý Phật tử nhớ vía Bồ Tát Quan Thế Âm từ đây cho đến về sau, không phải là 19 tháng 2 nữa, không phải là 19 tháng 6 nữa, không phải là 19 tháng 9 nữa. Có nhiều người cứ hiểu lầm hoài 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 có nghĩa là ngày sinh, rồi ngày nhập Niết Bàn và ngày thành đạo của Bồ Tát Quan Âm. Đâu phải đâu. Đây là những cái ngày hiện thân của Bồ Tát Quan Âm thôi. Có một lần đó là có một cái nhà đó bị hỏa hoạn. Người vợ đi chợ rồi căn nhà lầu 4 tầng bị cháy phừng phừng vậy đó. Rồi cái là ông chồng ẵm con mình chạy ra mà chạy không kịp. Lửa nó sập xuống như vậy đó. Con nó mới chui vô trong cái đít bàn Phật Quan Âm, nó trốn ở trong đó. Phải không? Lúc bây giờ nó mới nhớ lại hồi lúc mà chưa có cháy nhà đó, hồi còn sống, hồi còn khỏe đó. Tức là mẹ nó dặn là khi nào con gặp chuyện gì nguy hiểm con niệm danh hiệu Quan Thế Âm. Thì lúc bấy giờ nó mới nhớ lại, nó niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tự nhiên nó thấy nguyên hình Quan Âm ở phía trước mặt nó. Sáng thiệt là sáng. Khi mà nó nhìn kỹ lại thì thấy cái chú lính cứu hỏa vô bồng nó ra. Khi bồng nó ra đưa cho mẹ nó rồi thì lúc đó là ngày 19 tháng 2. Rồi có một lần nữa, có một người đi biển vậy đó, rồi cái bị lọt vào trong cái vùng sấy nước gì nè. Rồi ông thuyền trưởng ông mới niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, thì tự nhiên trên biển nó có những cái tảng cây, những cái lỗi cây á, nó trôi nó đánh vào trong cái mũi thuyền của ông đó hoài, nó bạc ra hoài, nó không cho cái chiếc thuyền lọt vô dòng sấy. Nó bạc một hồi chiếc thuyền đi qua cái bờ biển im ả luôn, không còn bị lọt vô sấy nước nữa. Thuyền trưởng nhìn trên cái lịch là ngày 19 tháng 6. Đó, rồi cũng có một lần nữa, có một cái chú đó chìm trong cái dưới đáy biển đó, chìm chết rồi. Nhưng mà tự nhiên cái ở dưới đáy biển có một cái con gấu bằng nhựa mà nó bị kẹt ở trong rong rêu đó. Khi mà cái chú này chìm dưới biển rồi, cái chú đụng vô con gấu xúc cọng dây ra, tự nhiên cái nó phình, nó nổi, nó đưa chú lên trên bờ. Cái người ta thấy chú vậy vớt vô, chú sống lại nhằm ngày 19 tháng 9. Cho nên tất cả những cái ngày mà Bồ Tát Quan Âm hay là những ngày niệm danh hiệu Quan Âm mà được cứu khổ đó là những cái ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 hoặc là 19 tháng 9, như kỷ niệm những cái lúc mà Quan Âm cứu khổ, nên người ta mới cho đó là những ngày vía của Bồ Tát thôi. Nhưng mà từ giờ phút này quý Phật tử chúng ta đã tìm được Quan Âm tóc rối rồi, thì 19 tháng 2, 19 tháng 9, 19 tháng 6 không còn phải là ngày vía Quan Âm nữa. Mà Thầy xin thưa với quý Phật tử rằng 365 ngày trong năm đều là ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát tóc rối của chúng ta hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua bài Pháp thật là thâm trầm và vi diệu. Đã rưới sáng
mảnh đất tâm khô cằn của chúng con đang hướng về Ngài trong thời gian tu tập về pháp môn niệm Phật, để thấy rằng Tây phương cực lạc hiện tiền, tinh sâu nguyện thiết hành chuyên một lòng, nhất tâm niệm Phật sạch trong, về nơi Tây cảnh lòng không não phiền, dứt trừ nghiệp chướng tiền khiên, hoàn toàn an lạc, hiện liền chân tâm. Đó chính là Tây phương cực lạc hiện tiền trong tâm của tất cả chúng ta đang hành trì pháp môn niệm Phật. Qua bài pháp này, toàn thể đạo tràng chúng con lấy đó làm hành trang tư lương tiến tu đạo nghiệp giải thoát. Trong giới hạn của ngôn từ và lòng tôn kính vô biên, toàn thể đạo tràng chúng con xin thành kính chắp tay hướng về Ngài, thành kính tri ân vô lượng, nguyện cầu trên hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho thượng tọa pháp thể khinh an, Phật hạnh viên thành, để Ngài mãi mãi là bóng cây đại thọ, là con thuyền thanh lương luôn rưới nước cam lồ vi diệu, đem pháp màu đến khắp muôn phương, ngưỡng mong trên thượng tọa chứng tri cho tấm lòng thành kính của đạo tràng chúng con. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.